Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên thì em gửi lời chào đến anh Thuận, chị Vân, các khán giả tại trường quay và các bạn đang xem chương trình. Em tên là Thanh Hùng, hiện đang là nhân viên sale marketing. Năm nay em 32 tuổi. Và không biết vợ của Hùng là tên gì? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và tất cả mọi người của chương trình Vợ Chồng Son. Em là Ngọc Diệp, cũng 32 tuổi, em làm kế toán kho dược. Vậy thì cho anh Thuận biết là hai bạn lần đầu tiên gặp nhau như thế nào và ấn tượng ra sao? Dạ, lần đầu tiên á, là ấn tượng là em với chồng em là làm chung một cái hệ thống nhà hàng, nhưng mà khác chi nhánh. Cái chi nhánh của chồng em á, thì là vô tình cái cô quản lý bên đó thì bệnh nghỉ nên là điều em qua bên đó làm. Cái ngày đầu tiên mà em đi qua bên đó, em chạy xe mà lên cái dốc cao lắm, em té sấp mặt dưới đường vậy đó. Rồi xong mình lầm cầm bò vậy thì mình thấy một anh chàng đẹp trai đi ra, mình nghĩ ôi trời ơi có trai đẹp rồi, mình mê trai mà anh. Tưởng sao đi ra xong chắp tay sau đít đi vô bỏ em lầm cầm vậy mình vậy đó chị. Ê, có khi nào là em cận em không thấy không? Dạ không, thấy bình thường, nhưng mà tại vì cái tiếng lành á anh nó đồn xa dữ lắm. Cô này là đi làm nhưng mà đi bằng taxi hoặc nhờ trai chở đi. Hoa bông là được tặng liên tục, gấu cũng được tặng liên tục, mà đem tới tận cái cửa hàng để tặng luôn. Không biết là cô nàng này như thế nào thì mình để mình diễn kiến coi sao. Lần đầu tiên thấy thì té vậy đó, nhưng mà thấy chảnh hả, dừa té cho bỏ ghét. Những ngày tiếp đó ở chi nhánh nó coi như là một chuỗi ngày ở trong địa ngục của em luôn á anh chị. Em giống như là bị cách ly hoàn toàn luôn, rồi nhốt em trong cái quầy giống như cái chuồng vậy đó anh. Cứ tới giờ cơm rang cơm một khoảng thời gian vậy đó, thì em thấy là cũng dễ thương mà đâu có giống như là người ta đồn đâu. Cũng rất là hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong quán vậy đó, thì mình thấy ủa sao nó khác với hoàn toàn mọi lời đồn trước giờ. Thì cũng có cảm tình sơ sơ nhẹ nhẹ rồi. Sau đó thì em chinh phục cô gái này bằng cách nào? Thì mình sẽ đi từng bước. Đầu tiên thì mình cũng nghe nói là mới chia tay bạn trai. Thì cái là mình từ từ mình dạng như là mình mưa dầm thấm lâu thôi. Thì mình hỏi han chia sẻ tâm trạng sao, rồi thích gì. Cái nói là thích đi chụp hình. Dạ thì cái là mình có được cái giống như là một chiêu bài cơ hội rồi đó, rủ đi qua Phú Mỹ Hưng chụp hình. Rồi chụp xấu dạ. Giả mang luôn á chị. Mà chụp bằng máy của máy điện thoại hay là máy cơ? Thời đó thì là chỉ có máy điện thoại thôi chứ chưa có máy cơ, mà công nhận chụp xấu luôn. Xấu giả mang luôn. Xấu giả mang luôn, xong quen hỏi em còn nói em chứ trời anh cà banh mấy con chuột rồi mới ra được cái mặt em vậy đó em. Nhưng mà lúc đó là em có thấy thích bạn này không mà em đi chụp hình với bạn? Dạ không, em thích chụp hình hơn là em thích ảnh. Mà chị biết không, để hẹn mà đi chụp hình á, em anh qua chở em đi chụp hình nha, em trang điểm nói chung em make up hết rồi, em ngủ nửa tiếng đồng hồ chưa thấy tiếng xe trước cửa nhà em luôn. Cái em hỏi ủa sao giờ này mới qua, anh bận việc xíu, anh trang điểm chút xíu. Em nói ủa trang điểm á hả, mặt này mặt gì? Anh nói là mặt mộc. Cái em nói trời sao mặt anh trắng dữ vậy, trắng hơn cả mặt em luôn mà anh nói là mặt mộc á hả. Rồi ôi anh có biết em ngủ hơn nửa tiếng đồng hồ luôn mà giờ anh mới qua. Nó chị coi đó là ổng trang điểm ở nhà hả? Ổng trang điểm còn hơn em nữa. Lúc đó em có nghi ngờ trời, có nguyên cả quán đồn á là anh này màu tím. Coi như là tụi em á quen nhau 2 năm trời, bí mật lắm không ai biết hết trơn á đó. Rồi cứ hả, em cứ nghe trời thằng Hùng này hả, ai mà quen nó trời màu tím tím rịm tìm sim luôn á. Cái đồn một phát 2 năm sau cái nghe tin là anh chàng này quen em. Kêu nói ủa Diệp sao bẻ thành thẳng hay vậy Diệp? Rồi vậy hả? Rồi cái thời gian quen nhau anh ấy có lãng mạn nè, rồi có tặng em nhiều đồ không? Có tặng quà gì không? Dạ cái này thì là ngược lại, tụi em ngược lại là cô nàng này là tặng em hơi bị nhiều, có thể gọi là tra tấn quà tặng. Là sao không hiểu? Tra tấn quà tặng đó anh, có nghĩa là không cần biết Diệp gì cứ thích là mua đồ tặng. Dạ cứ thích là cổ tặng em hả? Dạ đúng rồi, mà cứ tặng gấu bông. Tại màu tím tặng gấu bông mà đúng rồi, lúc đó người ta chưa tép mà. Ủa mà sao em không có tặng cái khác? Dạ mà tặng gấu bông là sao? Tặng gấu bông thì tối ôm gấu bông giống như ôm mình đi. Mình cũng chơi chiêu mà. Nhớ người ấy cái gì, tưởng tượng nghe cái ngày sinh nhật tặng gì ta. Dạ sinh nhật thì không bao giờ có thể quên được. Em sinh là ngày 14 tháng 7. Thì cô nàng mới tặng một lần 14 món quà. 7 món là handmade.
Tại vì cô nàng này rất là khéo tay. Dạ. Và 7 món nữa là mua ở bên ngoài. Thì hai đứa hẹn nhau ở Hộn Rùa để tặng quà em. Là em hơi bị choáng. Lần đầu tiên là em nhận được 14 món quà mà chở bằng chiếc xe tải hay sao á. Em thấy là sách đồ lỉnh kỉnh tùm lum hết. Gặp nhau thì cô nàng mới mở từng món ra, rồi mới nói ý nghĩa từng món, là các món này là em nấu nè, món này em làm nè, món này em mua nè. Thì có khóc không? Dạ cảm động chứ anh. Và lúc đó là trao nụ hôn đầu tiên. Nghe nè, rồi tặng nó ăn đêm hay ban ngày? Ban đêm. Ban đêm. Rồi sao là tặng xong rồi hôn xong rồi rủ đi đâu nữa không? Dạ chưa. Dạ chưa. Trời ơi, mình từ từ. Anh anh gấp quá. Anh gấp còn hơn em luôn á. Trời ơi anh. Cứ từ từ. Tới sinh nhật ảnh xong sẽ tới sinh nhật em. Đó. Cái ảnh hỏi là em muốn đi đâu. Nói em thích ăn vặt, anh chở em đi đâu cũng được. Cái gì chở em đi ăn. Cái xong bữa đó xui cái em bị cảm, cũng tí tai tí tởn đi mua thuốc. Mình thấy cũng quan tâm mình lắm. Cái uống xong hỏi thôi giờ mình đi đâu nghỉ ngơi nha em. Đó cái khúc đó đó. Cái xong cũng đi vô đó. Đó là vô đâu nè? Vô khách sạn á chị. Khách sạn, bữa đầu tiên. Dạ đúng rồi. Bữa đầu tiên á. Cái vô trong đó cái thuốc ảnh mua tốt lắm chị, phát huy tác dụng cực kỳ. Em ngủ mất tiều. Ủa mất thành luôn hả cưng? Dạ đúng rồi. Nhìn nàng ngủ nguyên đêm. Đó là tội em thực sự. Có lần thứ nhất như vậy chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Lần thứ hai có mua thuốc uống nữa không? Dạ không. Có bệnh cũng đâu dám nói là em bệnh đâu anh, em khỏe lắm. Ai chủ động rủ? Em là người mồi chài. Và lần thứ hai là lần đầu tiên em test ảnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Có tím như mình nghĩ không? À, không có tím. Rồi cái cảm giác của mình như thế nào? Trời ơi thất bại ê chề. Ai? Đây. Là sao? Lên kế hoạch đó là sẽ là hạ gục em đúng không? Vô trong đó mà phụ nữ có bia mà quất tới bến luôn. Anh nằm đó đi, mọi chuyện để em lo. Là bé bị chị bắt nằm im hả? Đúng rồi, nằm đi coi chị trả bài nè cưng. Xong rồi chồng em cũng nằm. Trời ơi, trước giờ tưởng bà nay đó, rốt cuộc mình là khu rừng cho bà giảm nát mất tiêu rồi. Mà thôi kể em sao, cứ coi như bé trả bài đi. Mà thuộc không anh? Thuộc. À, thuộc. Good. Vậy đó hả? Dạ. Rồi sau đó là tình cảm của các bạn cho đến ngày cưới là có trơn tru không? Hay là có gặp những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ, tại tụi em quen nhau tới 8 năm lận. Trời. Ồ, dạ. Vậy á hả? Vậy à? Dạ. 8 năm mà mình thấy bạn bè của mình lên xe bông này kia nọ mình cũng muốn. Rồi hỏi là sao giờ anh có cưới không? Không cưới nói một lời đi. Anh đi theo ai thì anh theo. Còn em thì em đi lấy chồng. Chứ quen lâu quá rồi mà cứ dây dưa hoài không chịu. Mà nói tới đợi xíu. Rồi rốt cuộc cũng đâu có thực hiện gì đâu. Rồi em buồn lắm. Có nghĩa là vì chồng không có ngỏ lời gì với em hết. Dạ đúng rồi. Lý do tại sao vậy em? Tại lúc đó thì em thấy kinh tế của mình nó chưa có vững chãi. Nên mình không có muốn là dạng như là chưa có đầy đủ gì hết mà lại cưới vợ thì nó không có lo cho vợ được nó đầy đủ. Nên là em muốn là mình vẫn kinh tế một tí xíu. Nhưng mà em có nói cho Diệp hiểu không? Dạ cái đó thì em không có nói. Hồi nãy Diệp có nói rằng là tại vì nếu mà anh không cưới á, để tôi còn biết để mà tôi lấy chồng. Vậy thì ảnh không chịu cưới em thì có nhân vật nào xuất hiện không? Dạ có nhân vật thứ ba chứ anh. Ảnh là sale marketing mà đi công tác. Thì em trước giờ cũng có vệ tinh. Thì người ta thấy em buồn, người ta cũng quan tâm này kia nọ. Thì em sẵn thấy giống như là mình đang buồn mà có người quan tâm. Thì em cũng đánh tiếng cho ảnh biết để coi ảnh xử lý như thế nào. Thì ảnh nghe tin như vậy, ảnh mới về. Ảnh bỏ công tác, ảnh đi về. Ảnh hỏi giờ ý em sao. Cái em nói giờ cưới không? Không cưới tôi đi theo người này luôn á nha. Cái cũng chần chừ, em bực mình quá em leo lên xe em đi luôn. Cái mà là... trong khi cái thằng đó nó chở đi luôn mới ghê chứ. Trời ơi, nổi máu lên. Trời nhĩ nhi ngồi kêu chở không chở. Mà hỏi đi đâu? Đi khách sạn chứ đi đâu? Rồi xong rồi hai người chở nhau đi. Đi đâu? Mà thằng đó nó cũng xui, không biết làm sao á mà nó rớt cái giấy chứng minh ở trong phòng của vợ em. Cái hai người đi rồi thì em mới ngồi xuống cái em thấy cái chứng minh trên có số nhà. Chạy lại nhà thằng đó. Mình coi là nó có về không. Thì cái lại hỏi mẹ của cái bạn đó. Thì mẹ nó nói là
nó về nãy giờ lâu rồi con. Cái mình cũng yên tâm, mình đi về là biết là chắc chắn là cô nàng này là không có đi với người đó, mà là quăng hù dọa. Dạ thì đó, chắc là bỏ đâu dọc đường. Nhưng mà cái chi tiết lý do vì sao là rớt cái chứng minh nhân dân ở trong phòng em? Cái chi tiết mà rớt á là em cố tình á. Là sao? Tại vì mình nói là mình đi khách sạn. À. Mà giờ tự nhiên không lẽ giờ ổng không tìm được, cái ổng nghĩ mình vô trong đó rồi sao, rồi sau này mà mình muốn nói lại cũng đâu có được đâu chị. Trời ơi, đó là oan uổng lắm. Cho nên là em mới giả bộ, em nói anh cho em mượn cái bóp coi có gì trọng không, cái cũng đưa, cái sao em lấy chứng minh dục xuống gì đó, giống như là mình đánh tiếng vậy nha. Tại em thật sự là lúc đó cũng còn yêu chồng lắm chứ không phải là không yêu. Đó. Mà bữa đó là cũng có đi khách sạn, yêu chồng mình ngủ một mình. Rồi sau đó thì là huề lại liền không? Dạ có huề lại liền, nhưng mà cũng được khoảng mấy tháng cái giận tiếp. Ủy hả? Tại vì ỷ mình cũng có nhiều vệ tinh, cho nên là cứ kén cá chọn canh, lầy lắm. Cái xong hôm đó cái em ấy cầm cái que em dục lên bàn nè. Đó, hai gạch đó, muốn gì muốn. Sao? Có thai rồi á hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó mới là chịu cưới, lúc đúng đó không? Mới là chịu cưới. Bây giờ cưới nhau về được bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 năm. Vậy là quen nhau quá lâu. Dạ. Coi như là tính luôn thời gian ở với nhau là 9 năm mấy không? Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ tới phần khui tật xấu. Hồi nãy giờ ông nói không mà giờ tới em đó. Ông có tật xấu gì không em? Dạ. Đương cử như hôm nay nè. Alo. Vợ đang đâu ạ? Em đang trên công ty chứ đâu. Tranh thủ về nha, để cho kịp chương trình. Em chấp anh 3/4 đoạn đường luôn á. Xong em đi về rồi. Sao quần. Ủa anh làm cái gì vậy? Em chấp anh 3/4 rồi mà chưa xong nữa hả? Coi em này nha. 1, 2, 3. Trong vòng 10 phút là em xong hết trơn rồi. Quay qua vẫn chưa xong là chị thấy không? Ở nhà em tủ mỹ phẩm người ta nhìn vô người ta tưởng là của em. Không, của ảnh. Của Mr. chồng em. Nhưng mà đánh cái gì nè? Thì em có đánh gì không mà thấy trắng hơn em rồi đó. Mà sao chương trình có nói với em là chương trình có make up không? Trời ơi, vô đây còn hỏi chị make up. Chị mặt em gì có cần phải dặm phấn đúng không? Bình thường đi làm có đánh không? Dạ bình thường đi làm thì không có đánh gì hết trơn. Không á. Đánh phấn rồi sức kem dưỡng đúng không? Dạ là cũng có miếng kem dưỡng, miếng kem nền đó. Thì phấn nhẹ. Là chỉ khi nào mà mình đi tiệc hoặc là đi chơi gì đó thôi, còn đi làm thì vẫn để mặt dưỡng mặt thôi. Mộc mặt mộc phải có kem dưỡng. Có kem dưỡng với kem mà chống nắng. Em mới nói anh ơi, anh công ty anh bán bóng mà sao nó không bao giờ bán hết bóng mà anh cứ để bóng hoài vậy. Dạ, có lề mề này chậm lề mề rồi, gì nữa? Rồi sống ảo lắm chị. Ảo sao? Trời suốt ơi, ngày trên Facebook hả? Facebook là một nè, xong rồi cái đơn cử giống như là chụp hình cưới đó chị. Mình đáng lẽ là phụ nữ mình phải là người chọn hình đúng không? Giao kèo em, hình nào anh đẹp thì chọn nha, còn em xấu mặc kệ, anh không rồi. Quan tâm đó. Rồi xong đăng hình lên, trời ơi xong mới có 2-3 lượt like. Tụi bay không like tao hết trơn. Em like cho anh chưa đó. Em không like là biết tay anh nha. Cái em phải vô em like xem chụp cái hình mà bảo like chị. Em thảy qua vừa lòng chưa đó. Rồi xong rất là sạch sẽ. Lúc mà mới quen á em thấy quần áo thẳng tươm luôn, thì em tưởng là ở nhà chắc là mẹ chồng ủi cho ảnh. Đến khi về ở rồi thì mới biết là một tự tay tự ủi. Ủi mà cái ly nó thẳng băng luôn. Em mà ủi nói bỏ qua bên đi cưng, để anh ủi. Đó. Sạch sẽ đến độ mà đồ của con giặt xong á là bắt em cũng phải ủi lại cho con nữa. Cái mà phải được. Thơm. Sẽ. Cái đó được. Giờ tới em đó. Dạ. Cô ấy có thật xấu gì không? Thì cô nàng này thì cũng không có gì xấu, mà chỉ có là trái ngược. Đúng em thấy là đúng là vợ chồng. Có nghĩa là em kỹ cái gì thì cô nàng bài lại cái đó. Con gái phụ nữ về mà đi làm về cởi đồ ra quăng tùm lum đá lả hết trơn á. Mà em đi lụm đúng không? Em đâu có lụm đâu anh. À. Em lụm đi em, bỏ vô thao giặt đồ em ơi, không có quăng vậy. Mà nói cũng như không, ngày nào cũng vậy. À. Thì biểu tại vì quá, thì chị. Tính mình thì sạch sẽ. À. Mà nàng thì cứ cái bệnh nàng chỉ có một cái bệnh bừa bộn á. Rồi còn gì nữa? Hiện tại thì vợ chỉ có cái bừa bộn thôi chứ còn cái gì thì cũng tốt, không đến nào. Có thú đam mê gì không? À cái thú đam mê dạ thích cosplay. Cosplay đúng không? Cosplay đúng không? Dạ. Lúc mà quen nhau á thì vợ thích cosplay mấy cái kiểu như là ở trên mạng mình hay thấy đó. Cô giáo. Rồi thủy thủ mặt trăng. Dưa xa này nhưng nọ. Nhưng mà có làm cho em bất ngờ không? Dạ có. Một lúc á thì mở cửa ra thấy em là thủy thủ.
lúc thì mở ra thấy trời em là ghê xa mà rất là thích những cái em cánh. Sao em sao em có nhào vô liền không? Đầu tiên là mình phải wow lên cho cô nàng thích thú rồi đã thì sau đó thì mình mới làm tiếp tại mục đích dạ. Đà mà đúng không? Dạ thì đó cô nàng này rất là thích sexy, cực kỳ thích sexy luôn. Rồi sau này là em dặn là em quen với cái tình trạng đó rồi thì cô nàng có một cái hỏi ý kiến em luôn. Anh bộ này đẹp không anh, gửi qua cho em coi. Em thấy duyệt ok, thế là nàng đặt mua. Như là em là gần như là stylist của nàng về cái mặt hàng nóng bỏng đó. Thôi nói chung là nãy giờ kể mấy tật xấu mà thấy rất là đáng yêu không ạ? Dạ. Đó, rồi nhân đây nói luôn đi, mong muốn thay đổi điều gì? Thì đối với vợ thì không có cần thay đổi gì nhiều, chỉ cần là sạch sẽ gọn gàng hơn chút là được rồi. Thế còn Diệp, Diệp mong muốn Hùng thay đổi điều gì? Em thì em mong muốn anh là bớt sạch sẽ đi, em có việc em làm, ai biểu em sạch sẽ quá em bài cho anh dọn thôi. Trời đất đúng ơi. Là bù trừ nha. Em ơi, yêu nhau 8 năm ha, lấy nhau 1 năm là thời gian bên nhau là gần chục năm rồi đúng dạ. không? Mà vẫn còn thấm thiết, vẫn còn nồng ấm như vậy là chắc là tụi em sẽ hạnh phúc lắm luôn á. Đó. Con mỗi ngày nó mỗi lớn dạ. lên, dạ. Đó là nó sẽ là cái chất mà gắn kết cho tụi em dữ dội nữa. Chúc cho hai em luôn hạnh phúc, luôn cười tươi như thế này và tận hưởng cuộc sống.